Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Hôm nay mình sẽ đi nhổ những cái cây sống đời lên và ghim vô trong cái vị để làm con và bán cho mọi người ha. Đây thì những cái cây sống đời mình đã ghim ở trong chậu này các bạn. Mấy ngày thì mình cũng không nhớ nữa, tại ngày nào mình cũng có ghim vậy đó. Đó. Cây thì đã ra rễ rồi, ra rễ còn rất nhỏ ha, thì mình sẽ nhổ cây lên. Đó. Cây này đó, ra rễ rồi nè mọi người. Đó. Đây, những cây này thì ra rễ còn ít thôi. Nè. Còn bên này là những cái cây cậy nó đi, mình làm sống đời trước đi ha. Thì hôm bữa thì mình ghim vô trong cái này thì mình bỏ sẵn vô trong này nè cho nó nhanh. Đó, sau này cái khi mà cây ra rễ thì mình sẽ dời cây qua chỗ khác ha. Tại sao phải làm vậy cho mất công á, thì cũng không phải là mất công đâu. Mà ở cái vườn mình á, mình có sẵn những cái chậu này rồi ha. Thì mình vô sẵn như vậy là đó. Cũng khá nhiều rồi, có nhiều cây ra rễ rồi, có nhiều cây thì chưa ra. Đấy. Cái này mình có tưới rừng rễ một lần này. Chắc mình ghim chắc cũng được tầm 5-6 ngày, phải hơn chứ, hơn một tuần đấy. Cái này nó thối này các bạn, đó. Nó có thối này. Đấy. Này nó thối mà nó còn phần trên này ha. Để thử xem nó có chết không. Cái này thì nó ra được miếng rễ chắc xíu. Nhổ lên. Đó. Những cây này thì mình mới ghim hôm qua này. Cái lá nó còn xanh còn mét ha. Thì mình ghim cỡ tầm 3-4 ngày thì cây lá nó đổ lên đỏ như thế này ha. Và nó khô mủ đi rồi tầm 5-6 ngày sau thì cây bắt đầu đơm rễ đó. Đó, còn những cái này thì mới ghim này. Ghim thì cái vết mủ nó mới bắt đầu khô thôi. Đấy. Trong cái giá thì ở trên này của mình thì chỉ có sơ dừa, vỏ trấu và tro trấu ha. Đó. Thì về giá thể trộn sơ dừa thì mình cũng đã nói rất nhiều rồi. Và cái này thì chủ yếu là ghim để lấy con thôi, cho nên mình không có trộn phân vô trong. Đó. Nhưng mà qua bên này nè, qua bên giá thể bên này thì mình có cho phân nha các bạn. Đây, quay cho mọi người xem nè. Đây là những cái chậu sống đời mà mình đã ghim được lâu rồi. Đó. Cây này nó bị thối nè. Tại vì trong này mình có trộn một ít phân bò á. Phân bò, phân hữu cơ vô cho nên cái cây nó thối. Với lại cái vị này mình bỏ nó dày quá. Trong khi cây sống đời này thì nó bự ha. Mà cái vị nó hơi nhỏ. Đó. Thì mục đích của mình này bỏ cây vô trong vị thì để cho cái cây nó tạo được một bộ rễ như thế này. Đó. Để mình bán, mình giao cho khách thì cái cây nó có bộ rễ và có cái bầu rễ, bầu đất sẵn rồi. Ha. Giao mà giao vào bưu điện mà giao đường xa thì mình cần phải làm như thế này. Để cho nó, thứ nhất là giảm bớt chi phí. Thứ hai là giao mình số lượng cũng được lớn, được nhiều hơn ha. Còn những cái chậu mà to như thế này thì mình làm thì mình để tại vườn thôi. Đó. Tại vườn cho nhà mình sử dụng hoặc là mình bán cho những cái người mà quen gần ở đây ha. Người ta có thể tới lấy được những cái bầu này. Đó. Còn những cái bầu này thì gửi bưu điện cho những người ở xa này. Cái này thì chưa có gửi được đâu. Cây vừa mới ghim cho nên cũng phải tầm hơn một tháng nữa nha các bạn. Đó. Giờ nó mới lên được màu xanh như thế này thôi chứ bộ rễ nó nhìn chung nó vẫn còn yếu lắm. Và mấy hôm nay thì gặp phải trời mưa rất nhiều. Đó. Cây sống đời này ngủ lắm. Nếu mà mình đi một cái lượng phân mà hơi nhiều một chút đó, thì sẽ xảy ra cái tình trạng nó thối như thế này đây. Đây. Đó, với lại là ghim dày á, rập quá ủ nước lại ha. Đó. Thì mình cũng cố gắng để làm con, để bán, để giao cho mọi người. Đó. Ở đây thì những cái vị đầu tiên này thì mình chưa có kinh nghiệm, mình ghim nó hơi dày này, cho nên dẫn tới hư một số cây.
Đó. Hư một số cây thì hư cây nào thì mình sẽ bỏ ra đi. Nãy giờ là 2 cây rồi đó. Đó. Còn đối với những cái vị sau này thì mình ghim nó thưa hơn một chút. Đấy các bạn thấy chưa, nó thưa hơn một chút. Và cây thì cũng đang mới bắt đầu bén thôi. Trong cái giá thì cái cây này á, thì mình dùng xơi dừa đại nhuyễn nha các bạn. Đó. Xơi dừa đại nhuyễn này này. Có một ít vỏ trấu nữa. Tại vì mình sợ nó thoát nước không được á, cho nên mình thêm một ít vỏ trấu. Đó. Này, cây bị thối này. Bị ngập nước 2 ngày nên cây đã bị thối. Với một ít phân bò đã qua xử lý. Ở trong này mình bỏ khá nhiều phân bò luôn. Đó, cho nên là cái cây nó hơi bị hư ha. Nếu mà trời nắng thì nó rất ok luôn nha. Như hai cái vị này mình làm trước thì trời nó còn nắng này. Cây nó lên tương đối là đẹp, dày, đẹp ha. Còn những cái vị sau này thì mình làm mới xong cái gặp trời mưa. Trời mưa thì mưa rất lớn. Ở lúc đó ở vườn mình mưa là ngập nước cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ luôn, cho nên nó hơi bị yếu chút. Đó. Và mình cũng đã để cây thưa hơn ha. Cách một một lộ thì mình để một lộ đây. Quay cho mọi người xem. Thì để giảm bớt cái sự hao hụt ha, thì mình để chọn những cái cây mà đã có rễ sẵn như thế này rồi. Đó, có rễ có sẵn một chút rễ rồi mình ghim. Thứ nhất là để cho cái cây có cái sức sống nó mạnh hơn. Thứ hai nữa là mình ghim vô trong này cây nó đồng đều nhau hơn ha. Mình để lựa những cái cây mà cùng một loại giống như nhau, cùng ra rễ giống như nhau rồi ghim vô như thế này thì rất mau phát triển và nó đồng đều hơn đó. Mình ghim thì cũng rất nhẹ nhàng thôi, sương sương ở trên này. Đó. Và lấy kinh nghiệm của 2 đợt trước thì giờ mình sẽ để cho cây chờ thật cứng đi thì mình mới tưới rừng rễ. Tại vì cái lá này nó quá dày luôn, lá này này đồng lên lá kia xong cái mình tưới nước nó bị ứ lại. Tưới rừng rễ nó cũng bị ứ lại và tưới phân nó cũng bị ứ lại luôn, cho nên rất dễ dẫn tới cái việc nó bị thối. Cộng với thời tiết là đang vào mùa mưa nữa ha. Đó. Cho nên mình giờ mình sẽ để nó khi nào mà thật mạnh rễ đi rồi mình mới tưới. Nó mình ghim thì một vị như thế này là 104 cái hột ô này thì mình ghim tầm được chừng 40 thôi, 40 tới 50 cây thôi chứ không có ghim nhiều ha. Đó. Thì đây là lần đầu tiên mình làm sống đời này và mình bán thì thấy có rất nhiều bạn hỏi mình ha. Mình cùng thử nghiệm cách này, tại vì gửi cho mọi người mà thì yêu cầu cái cây nó phải xanh mướt ha. Nó có cái bầu rễ thật mạnh thì cũng cây mới gửi đi được. Và các bạn cũng cho dễ chăm sóc. Chứ nếu mà gửi cái cây mà rễ trần không đi tới nơi á, nhiều khi xe mấy ngày á, vận chuyển mấy ngày rồi không có tươi tốt á, thì mình cũng không ấy. Cho nên mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và mình quyết định ghim nó vô cái bầu này. Đã. Và mình sẽ chăm sóc cho cái cây nó thật là mượt mạt, rễ nó phát triển đẹp đi. Ha. Thì mình sẽ gửi cho mọi người. Thì nói thật tại vì mình là dân nghiệp dư. Đó. Thì mình làm thì cũng như vậy thôi. Chứ đang học cách để dần dần rồi mình có thể làm được một cách hoàn thiện hơn, đẹp hơn ha. Rất mong được nhiều người ủng hộ. Đó. Và về phần giá cả thì rất là bình dân nha các bạn. Giá cả thì rẻ lắm. Của mình tự làm mà mình bán thì nó rẻ. Với lại nếu mà tiền gửi mà mình làm nhỏ như thế này này, gửi phí ship cũng không có nhiều đâu. Bây giờ ở Bến Tre này có rất nhiều điểm người ta nhận cây giống để gửi đi các tỉnh và phí ship cũng rẻ lắm, không có mắc ha. Với cây của mình là cây con. Đây, một lần nữa mình lại đây mình quay cho các bạn xem nè. Đấy. Một bầu. Đấy. Cái bầu nào đẹp đẹp một chút đi ha. Đó. Đó. Như thế này nha. Đó. Một cái cây ở trong một cái bầu như thế này. Đấy. Nhưng mà cái này thì rễ vẫn còn yếu ha. Và mình chưa có gửi đi đâu. Cái này phải hơn 1 tháng nữa cơ. Mình phải để cho cái phần này nó rễ trắng nó ra thật nhiều đi. Thì lúc đó mới gửi cho các bạn được. Đó. Một bầu như thế này. Đấy.
Đó là mình quay cho các bạn xem đó. Rồi. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Rất mong các bạn ủng hộ ha mình. Và ai muốn mua cây giống sống đời để trồng hoa Tết này thì có thể liên hệ qua với số điện thoại 0349461576. Số mình có cả Zalo nha các bạn. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.